mà không biết tiểu thư có ra hay không nữa. Trời đất ơi, lỡ ngày hôm nay không gặp được tiểu thư mà gặp mẹ của tiểu thư thì chết tôi. Đứng chầu trực như chó trực xương ở đây không biết gặp được cái gì đây. Hay quá trời. Hả? Con chim sao? Sao con chim bay? Tiểu thư ơi, nàng ở đâu? Trời ơi, có bao giờ hôm nay gặp được mẹ? Cái gì đó? Dạ con... gì đứng trước nhà lâm sùm giờ? Dạ con chào bá mẫu. Bá mẫu nào? Ủa, tiểu thư. Ủa sao bữa nay giọng anh tô bát vậy trời? Sao cái giọng tiểu thư xuống quảng tám nghe nó trầm mà tôi tưởng bá mẫu? Trục trặc kỹ thuật. Là bị sao? Khang tiếng. Trời đất ơi, làm gì mà khang tiếng với tiểu thư? Ăn trái cây. Sao lãng gì ăn trái cây mắc gì khang tiếng? Mà ăn trái mà chắc phải nóng lắm nè. Ăn cái này là nóng lắm thôi nè. Ăn dưa hấu phải không? Không, ghét nhất là dưa hấu á. Vậy là ăn xoài cát Hòa Lộc? Không, ghét ăn xoài lắm. Ăn trái nhãn đúng không? Nhãn lòng? Không, nhãn không thích ăn luôn. Giải thiệu nè. Không. Nói cái này mà không đúng nữa thôi, nóng nhất luôn nè nha. Cái gì? Sầu riêng đúng không? Sai. Không có thích ăn mấy cái đó. Sầu riêng nóng nhất rồi mà còn không phải nữa chứ cái trái gì vậy tiểu thư? Cốc. Ú ăn trái cốc làm sao khang tiếng được vậy ta? Ăn trái cốc. Ừ. Nuốt luôn hộp cốc. Sao ăn cái đô gì mạnh dữ vậy? Đang ăn ngon quá mà ăn xong rồi tưởng nuốt hồi nào cái hộp luôn không hay. Trời ơi. Mà bây giờ cái gai cốc á nó ghim vô trong này nè. Rác đau. Giờ ói ra đi. Ói mà cũng được. Nuốt vô. Nuốt vô cũng được. Cái dinh cứng ngắc ở đây nè. Chết cha, kẹt xe trong đó rồi. Kẹt hả? Rồi. Bây giờ tiểu thư muốn tôi làm gì cho tiểu thư đây tôi... Thấy không? À đây đây này. À trái cốc nè, trái cốc nè. Không, cái đó trái khế. À, sao phụ nữ mà có trái khế vậy? Ai mà cũng có trái khế. Nam á thì nó, cái trái khế nó to hơn. Nữ thì cái trái khế nó nhỏ hơn cho nên không có thấy, hiểu không? Trời ơi, sao nói chuyện ghê mệt quá vậy? Trời ơi, nó bị kẹt trong này nè, bây giờ mệt quá. Bây giờ tôi phải làm gì cho tiểu thư đây? Nó nghe nè, bây giờ giúp giùm cái được không? Sao sao? Bây giờ làm chấn động một cái thì tôi giật mình là tôi hết à. Giờ làm chấn động? Bây giờ tôi biết làm cái gì để chấn động cho tiểu thư mệt đây? Mệt quá, mệt tôi quá. Tôi làm cái gì để chấn động đây? Bây giờ... Được không? Chưa hết. Chết cha, chấn động cỡ đó chưa được hả? Bây giờ làm cái gì chấn động hơn đây? Trời ơi, bây giờ trời ơi, càng ngày ai hết rồi nè. Ê trời, hết luôn rồi nè. Đô mạnh dữ à. Trời ơi, thiệt luôn á. Trời ơi, con nhận hay ghê hả? Nuốt được là vô. Ê, nó nghe nè. Sao sao? Sao cát tôi? Chưa, ê nó nghe nè, nó sao, nghe sao, nè. Sao sao? Ê, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao tự nhiên lại tát tôi là đánh tôi quá trời vậy? Hả? Trời ơi, cũng kêu tiểu thư kêu tôi làm chấn động. Chấn động thì hù tôi cái đi, tôi giật mình tôi nuốt cái hộp cốc rồi rồi. Tự nhiên lại đánh tôi chi? Ai biết đâu. Ủa mà tôi đây làm gì vậy? Ngày nào cũng qua nhà tôi đứng trước cửa nhà tôi làm bèm hoài à, đi về đi. Thôi mà tiểu thư biết rồi, tiểu thư còn hỏi nữa. Mấy bữa nay tiểu thư có nhận được thơ không? Có. Đó, nếu nhận được thơ là chắc chắn là biết được nỗi lòng của tôi rồi. Trời ơi, mắc mớ gì nhận được thơ, không hiểu được nỗi lòng của mấy người. Mấy bữa nay ngày nào tôi cũng nhận được thơ. Thơ báo tiền điện nè, tiền nước nè, internet nè, tôi đóng hết trơn rồi. Tôi không có thiếu tiền, đừng đòi tôi nha trời. Cái gì vậy trời? Sao dữ vậy trời? Vậy đó. Không có xin lỗi, tôi không có. Ý là tôi nói không phải là thơ tiền điện, trời ơi trời. Cái thơ là người ta nói đây là thơ gì? Là tâm thơ. Tâm thơ. Đúng rồi, tâm thơ của tôi. Trời ơi. Hả? Tâm thơ là viết ra để dành cho những người bị tâm thần đau. Ê, thằng bệnh người nào ba? Tôi có bệnh nha. Dịch vậy kỳ vậy trời. Sao tâm thơ là thơ cho người tâm thần? Chứ vậy. Tâm thơ là thơ viết từ tâm hồn. Từ cái tâm khảm. Từ cái tâm huyết đó. À, tâm huyết. Đó, tâm huyết đó. Vậy mình phải nói là huyết thơ. Có không? Có. Ủa, huyết thư nhớ xưa đánh giặc đồ cắn rồi ta giết máu ăn thề mới huyết thư mà trời. Có không? Có.
Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Nói chung là cái thơ, là cái thơ á. Cái thơ của tôi gửi thì tôi có nhận được không? Không, không nhận được, trời ơi. Thôi, 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 thôi bây giờ nó hoạch tẹt luôn là. Mà thôi viết gì? Muốn nói gì với tôi thì phải nói thẳng đi, tự viết thơ tôi làm chi? Là tôi thầm thương trộm nhớ tiểu thư. Tôi yêu tiểu thư nhiều lắm, tiểu thư có biết không? Ngày nào cũng vậy. Tôi đứng trước cửa nhà tiểu thư, tôi đi qua rồi tôi đi lại, tôi đi tới rồi tôi đi luôn. Trời ơi. Tiểu thư có biết không, tôi đứng đây tôi chầu chực 3 ngày 3 đêm. Đôi khi tôi gặp một cái chuyện mà nó kinh thiên động địa. Chuyện gì vậy? Người ta đi ngang, người ta nói tôi là chó chực xương trước cửa nhà. Rồi ở trong nhà tôi có quăng cục xương ra không? Có còn câu nào đậm đà hơn không tiểu thư? Sao, sao nói gì mà nói xúc phạm nhau dữ vậy? Ai biết thì tự ngôn chó thì tưởng đâu là thiếu cục xương. Không phải cục xương ra. Không những không quăng cục xương ra mà nhà tiểu thư còn thả chó ra cắn tôi. Trời ơi, tưởng tượng đi, một cái con người tôi như vậy mà nỡ lòng nào thả cái con chi hoa hoa ra cắn. Trời ơi, nó có chút xíu mà nó dữ còn hơn con Nguyễn cái mén chó. Cái con nó đúng là con chó đẻ, tiểu thư hiểu không? Ê, nghe nè, có con chó nào con heo đẻ không? Thì tôi nói vậy đó, bà nhỏ xíu vậy đó mà bà phóng lên mà cắn banh mặt. Thôi đi, mệt quá đi. Tiểu thư, cho tôi cái hẹn đi, một cái hẹn thôi cũng được mà. Tôi đã nói rồi. Nói sao, tiểu thư có ưng tôi không tiểu thư? Tôi hiểu. Ừ. Mấy người nói là tôi hiểu được cái tâm trạng của mấy người, cái tình yêu của mấy người dành cho tôi biết hết á. Đúng rồi. Nhưng mà tôi thật sự là tôi có điều này tôi cũng muốn nói lắm mà tôi cũng rất là ngại. Thôi đi tiểu thư, đâu có cái gì ngại. Tế nhị lắm. Tại vì tôi sợ người ta buồn á. Hiểu không? Tôi rất là một con người rất là sợ người ta buồn. Không sao đâu, nói ra sự thật đi, không sao đâu. Ờ, tôi muốn nói là như vậy nè. Sao tiểu thư? Ghét anh lắm luôn á. Ghét anh lắm, tôi sợ anh gặp cái mặt anh là cái muốn tát cái mặt anh liền luôn á. Rồi không sợ người ta buồn mà chửi thúi mặt gì đó hả? Trời ơi, tôi lựa lời lắm rồi đó, tôi không lựa lời, nãy giờ tôi chửi banh mặt anh luôn á, đừng nói thúi mặt. Tôi dữ như vậy. Trời ơi, dữ vậy mà còn bị ra ăn hiếp á. Trời ơi, tôi đâu có muốn gì đâu. Bây giờ thôi, tôi xin một cái cuộc hẹn thôi. Mình tìm hiểu nhau đi. Mình hẹn hò, mình vú vơ đi. Mình chặt xanh xem gió đi. Thôi bây giờ vậy đi. Nói chung là anh cũng lì quá à. Từ nãy giờ tôi đuổi mà anh không chịu về phải không? Đúng rồi. Anh á là nho sĩ đúng không? Tôi là nho sĩ. Tôi á là danh gia vọng tộc. Làm một bài thơ tặng cho tiểu thư liền luôn. À có hả? Có, tôi là nho sĩ. Để tôi nói lên cái nỗi lòng của tôi với tiểu thư. Rồi rồi, làm đi. 3-4 hôm không gặp tiểu thư. Đó. Đêm về không ngủ, ai về ngủ ngon. Sao vô duyên? Vô duyên vậy? Xin lỗi, vô duyên. Trời ơi, nho sĩ mà làm thơ vô duyên vậy? Thôi bỏ đi, kệ đi. Thôi bây giờ vậy nè. Sao? Tại vì tôi là danh gia vọng tộc đó. Đúng. Cho nên là tôi cũng phải cần tìm cái người nào đó mà nó đăng đối hậu môn với tôi. Mới nói cái gì? Đăng đối hậu môn. Không, nó cấn cấn gì, nghe nó lộn gì. Ờ đúng rồi, tôi nói là tôi biết tôi sai liền luôn á, nó lộn một, gì một nè. Môn đăng hậu đối. Đúng rồi đó, tôi định nói vậy đó. Đó. Là đăng đối hậu môn. Môn đăng hậu đối. Tôi định nói vậy, tôi biết không, mà, tôi biết mà, đừng tôi biết có nói tôi bậy, sai. Đừng tôi có nói bậy. Tôi sai, bây giờ tôi nói đúng nè. Đừng có nói đúng, cái này nó là, nói. Nó là đăng đối hậu môn. Trời ơi, đừng nói, không phải nói, chật rồi. Cái câu đúng là đăng đối hậu môn. Ôi sai rồi, đó là môn đăng hậu đối. Sao nói ngược lật, có lật lại gì đúng rồi trời. Ờ ha, như anh sai tôi mới đúng. Ủa lạc với mình hả, mình ngược ngược làm sao á. Thôi vui ghê. Vui duyên quá, vui duyên quá. Giờ bây sao giờ vấn đề nè, ý là tôi nói là tôi nhà giàu, tôi nhà giàu. Tôi biết giàu rồi, phải thông minh nữa, hiểu không? Tôi thông minh. Bây giờ tôi phải check lại. Giờ sao, check sao? Bây giờ tôi sẽ ra câu thơ đối, anh đối được á thì anh là người thông minh. Sẵn sàng. Tiểu thư cứ đưa ra câu đối đi, tôi sẵn sàng nghênh chiến. Sàng 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 sàng. Cái gì vậy? Có, tôi vũ quạt đó. Trời ơi, vũ cái quạt vô con mặt, xém nữa banh mặt tôi rồi. Xin lỗi tiểu thư, tôi xin lỗi. Đối đi, cỡ nào tôi đối cũng được, mời tiểu thư. Nghe nè. À. Em đây đâu phải dễ yêu, yêu em phải có thật nhiều tiền đô. Trời đất ơi, may quá, nhà anh có sẵn cơ đồ, tiền đô âm phủ anh nên được mà. Gì vậy ta? Nghĩ sao đưa tôi đô âm phủ à trời. Gấp quá xài đỡ đi. Thôi, tôi không là đô âm phủ đâu. Tôi xin mai tôi ra ngân hàng tôi đút tôi đưa đô sao. Thôi, xếp, bỏ qua đi. Tiếp nè. Tiếp, sao? Tình yêu như món thịt gà, trẻ thì khen ngọt, già thì chê dai. Trời ơi, hay quá, tình yêu như miếng thịt gà, trẻ thì khen ngọt, già thì chê dai. Đó. Mà đôi ta như mắt với tai, tai ù mắt lé, tương lai còn gì. Đúng rồi đó, tôi với ông họp là y chang, vậy luôn, không có tương lai đâu, cho nên đi về.
đi về. Trời ơi sao ngu quá mà. Đối cái kiểu gì kỳ vậy? Tôi lại Tiểu Thư thôi, cho gỡ cái, cho gỡ, hứa gỡ, gỡ một lần nữa. Một cơ hội cuối cùng đó nha. Cho gỡ lại ngu trời quá. Đối ngu quá. Nghe nè, bây giờ tôi sẽ diễn tả tình yêu nó lung linh hơn. Lung linh hơn đi Tiểu Thư. Lung linh nó lộng lẫy hơn. Tình yêu mà miếng thịt gà nó hâu rình. Ừ, bậy bạ. Lung linh hơn đi. Nghe nè. Tình yêu như nhà vệ sinh. Hạnh phúc bước vào, nhất tình bước ra. Thì lung linh quá. Được không? Cái tình yêu này, xin lỗi nó hơi nặng mùi, để tôi suy nghĩ chút xíu. Một, hai. Tình yêu như nhà vệ sinh, hạnh phúc bước vào, hết tình bước ra, đôi ta hai đứa thuận hòa, suốt đời ở mãi trong nhà vệ sinh. Ở cổng chơi ở ngoài ba. Thì ai biết Tiểu Thư nói tôi thích cái cổng, tôi đâu có biết cái gu Tiểu Thư thích toilet. Thôi, tôi ra thôi vậy thôi mà tự nhiên kêu ở cổng hoài, hai đứa yêu nhau vô cổng làm gì chảo? Thì hưởng thụ, vô hưởng thụ. Ghê quá, tôi ghê quá, bỏ đi. Bây giờ tôi phải suy nghĩ cái câu thơ nào mà tôi nâng tôi lên, cái giá trị tôi lên. Đúng rồi đó, nâng đi Tiểu Thư là phải có cái gì, cái lé dồ á. Bị lé là bị dồ rồi đó. Level. Ê, có rồi. Hay quá. Em như lục bình trôi sông. Đẹp quá. Anh như con chó chạy quanh bên bờ. Sao dí nhau mà đứa con chó đứa cộng rong kỳ vậy? Tôi dí gì đó, giờ đói được không? Thân em lục bình trôi sông. Đúng. Anh như con chó chạy rong bên bờ. Đúng. Rong ơi đừng có cập bờ, không thôi chó sẽ chực chờ ăn rong. Trời ơi, anh bị điên, anh bị biến thái rồi, nghĩ sao rồi ăn tôi vậy hả? Trời đâu có nghĩ sao vậy, người đẹp mà ai mà điên rồi. Bây giờ mình sẽ qua mình chơi chữ đi. Hay quá, chơi chữ tôi một bụng. Thiệt không? Một bụng chữ. Rồi, nghe nè, một bụng phải không? Hay quá. Nghe cho kỹ nha. Mời hay chữ. Lắm á. Mời Tiểu Thư. Chị Hương. Chị Hương. Nằm trên tường. Nằm trên tường. Giấu cái bình thường vào trong. Chị Hương nằm trên tường, giấu cái bình thường vào trong. Ê bà Hương, bà thằng lằn hả chị? Bà nằm được trên tường hay vậy? Tôi vừa nói xong tôi thấy tôi sai liền luôn á. Ủa chứ làm sao? Sai rồi phải vậy nè. Chị Hương nằm trên giường, giấu cái bình thường vào trong. Đó nghe vậy nó hợp lý hơn. Bởi vì chị Hương nằm trên giường, giấu cái bình thường vào trong. Đúng. Ủa cái bình thường của bà là cái gì? Thì cái gì của bà cũng bình thường hết trơn mà hỏi gì vậy, nhiều chuyện quá, tao muốn giấu gì tao giấu. Giờ đói được không? Chị từ từ để tôi suy nghĩ nè. Cái câu này khó, cái câu này nhức đầu quá chị. Thua rồi, đi về. Từ từ cho người ta suy nghĩ. Thua rồi, đi về. Cho tôi suy nghĩ chút xíu. Chị Hường nằm trên giường, giấu cái bình thường vào trong. Không. Anh Khổng nằm trên võng, đưa cái lỏng nhỏng ra ngoài. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, cái gì? Cái gì? Chị sai nói thầm bậy thầm bạ. Không. Đi về. Trời ơi, thầm bậy quá, thầm bạ quá. Cái gì đâu mày? Anh nói cái gì? Anh nói cái gì? Thì đó, anh Khổng nằm trên võng, đưa cái lỏng nhỏng ra ngoài. Cái lỏng nhỏng là cái gì? Thì đó, tóc nè. Tóc vuốt keo, nó lỏng nhỏng, lĩa chà, lĩa chĩa nè. Với lại nằm trên võng đưa cỡ này, cái gì mà không lỏng nhỏng? Nằm nó đưa, nó lắc đủ kiểu, cỡ nào cũng lỏng, cũng nhỏng thôi. Trời ơi, quỷ sứ, quỷ yêu chà trộn, làm hứng hồ, nó chía luôn rồi. Quỷ trời. Bây giờ thấy thông minh quá à. Thôi thì... Thì cho cuộc hẹn nha. Đi về đi. Nãy giờ cái gì tôi cũng làm được chứ sao Tiểu Thư lật kèo tôi vậy trời? Không phải, biết sao không? Thật sao? Ra là tôi cũng mến anh lắm. Nhưng mà tại vì tôi quá mến anh đi. Tôi thấy anh cũng đẹp nè, đẹp trai nè nha. Rồi con nhà giàu nó học thức cũng có nữa. Thì cho đó nên, cho nên anh đi về đi. Tôi không muốn làm khổ anh đâu. Cái gì mà kỳ vậy Tiểu Thư, nói vậy là sao Tiểu Thư? Tôi... Hả? Tôi... Tiểu Thư bị gì? Tôi... Hả? Tôi... Đau bụng hả? Không có, làm gì đau bụng. Tôi bị... Thôi bây giờ vậy đi, tôi sẽ mượn một bài nhạc để mà nói lên cái tình cảnh của tôi bây giờ cho anh biết. Thank you.
bà rảnh quá, múa như một con điên. Trời ơi, cuối cùng quên nhạc là làm sao trời. Bài này thích lắm mà không có nhớ được lời nó đâu. Không nhớ, tôi nói chạy từ đầu đi. Còn bài đặt vô nhạc, múa tôi giữ vô hả? Thôi thôi, xin lỗi, lại đây, lại đây kể trời cho nghe. Trời ơi, té mấy bận rồi đó thiệt á. Trời ơi, lại đây kể cho nghe nè. Tôi kể đi, chuyện gì buồn? Thật ra là tôi có điều khó nói lắm. Thì thật có cái gì nói ra, tôi giúp đỡ hết. Không. Thì tôi gặp cái gì khó khăn trong cuộc sống? Không, tôi không có gặp khó khăn gì hết á. Có nghĩa là bây giờ tiểu thư, tôi biết rồi, tiểu thư bây giờ đang gặp khó khăn, gia đình nghèo khó, đang nợ nần chồng chất, đúng không? Không, nhà tôi giàu lắm, nhà tôi giàu tôi mới có được ngày hôm nay nè. Còn nhà tôi mà nghèo nợ nần chồng chất là tôi không có được ngày hôm nay đâu. Đúng rồi, đúng rồi, tôi nhìn tiểu thư ăn mặc là tôi biết tiểu thư cũng phải là con nhà giàu. Nhưng mà bây giờ, đúng rồi, hay là nó đó hả? Không lẽ tiểu thư bị ung thư vú? Trời ơi, bị vợ không ạ? Nó chỉ một cậu. Trời ơi, không phải. Tôi tưởng nó là anh hiểu được tâm trạng của tôi. Thật ra là anh nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Chứ sao? Nó gian truân, nó khổ ải lắm. Bây giờ chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết để tôi giúp đỡ chứ. Thôi được rồi, cuộc đời của tôi đã chôn chặt với người đàn ông này đây nè. Hả? Thằng, 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 thằng. Tiểu thư đã có chồng rồi sao? Tại sao không nói là tiểu thư đã có chồng rồi? Nó không phải chồng tôi. Cô râu, như vậy là cha. Trời ơi, ép chồng, ép mỡ, ai nữa ép con. Cha tiểu thư tại sao lại làm như vậy? Không phải ba tôi. Chứ ai? Hình tôi á. Hình lúc mà tôi chưa giải phẫu.